Hello cả nhà. Hôm nay em sẽ ra vườn hái rau. Ở nhà cách ly nên là ra vườn hái rau về nấu canh ăn. Ở quê. Đó, vườn rau nhà em này, rau sạch này. Ra hái rau, hái ở nhà cách ly nên là ra hái rau ăn. Rau khoai cây to vườn nhà em hết rồi, hết cây rồi. Rau rất là non. Để nấu nấu canh tối ăn cách ly tại nhà. Ở quê thì nó vẫn dễ ăn hơn, mà như là có rau trong vườn mình tự trồng được nên là nó yên tâm hơn. Như ở thành phố thì phải đi mua rau. Mùa dịch này thì rất là khó khăn. Này rau mầm sắp lên. What? Ơi. Ơi. Sao? Mẹ đang làm rau này. Làm rau ăn chứ, không làm lấy gì ăn. Quả cà chua hả? Cà chua hết rồi. Mới có ít thôi. Ít lắm. Này nhanh lên nha. Lạ to quá trời luôn này. Cái này mới trồng. Nè được một bữa tối ăn này đó. Nè được một bữa tối ăn này. Đi vào rửa. Vịt vịt rau nhà cho nên là rửa yên tâm.
chỉ rửa hai nước thôi. Ngoài này có ruột nữa hả? What are you doing? Why you say you listen? Why? Be quiet. Chụp nhìn rộng anh hỏi nè. Nhìn đẹp. Sạc kìm anh quay lên chứ nè. Tí vị mới nhìn thấy. Nhìn đẹp. Thành phố chứ ai ăn mấy tôm nậu với rau láng, rau khoai chúng. Chỗ nậu là họ nói là nậu cho heo ăn. Ta là bỏ chúng vô. Đây là rau cho lớn ăn. Xong rồi đó, xong một nồi canh rồi đó. Đơn giản. Mời cả nhà ăn tối nha.